Xin mời câu hỏi số 6. 1 cộng 1 bằng mấy? Của nhạc sĩ nào? Trịnh Công, Trịnh Đức Long, Phú Quang gì gì đó. Hỏi chấm, không biết. Tôi thì nghiêng về nhạc sĩ Đức Long. Về Phú Quang, à, chị có căn cứ gì? Vì là nhạc sĩ Đức Long nhiều những ca khúc về Hà Nội. Vâng, em ơi Hà Nội phố ạ. Chị có thể hát một đoạn không? Có ạ. Vâng, mời chị. Em thích cái đoạn xử lý vừa rồi. Vâng, cho nhanh. Tức là mình đợi mãi không thấy người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, lập tức là chị chuyển người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố luôn. Vậy thì chứng tỏ là chị đã biết bài hát này. Vâng, tôi xin chọn đáp án B là đáp án cuối cùng của tôi. Đáp án B, Phú Quang. Gì gì đó. Và đáp án B là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chị. Ông Phú Quang đã từng chia sẻ là chót dại và viết câu hát Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ông cho rằng là về sau tôi nghĩ câu này chỉ dành cho những người chưa có nhà cửa. Chứ ai đã có nhà thì dù lang thang đến cỡ nào họ cũng phải hướng về ngôi nhà của mình. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 6 bằng một câu trả lời bằng một bài hát. Như vậy là phần thưởng của chị đang là 1 đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên 0 đồng. Và chị còn chị sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Cháu bán mắm tôm ạ. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Không biết, không biết, không biết. 1 tỷ gói mè. Xanh trắng hoặc là xanh hồng thì nó phải hợp lý hơn. Vâng. Xanh hồng. Em nhớ lần trước hình như là áo dài chị mặc đến trường quay là cũng màu hồng. Đúng rồi. Vâng, chị dài cũng là người thích màu hồng. Màu hồng, hồng rồi, nam vâng. Tấn. Đấy. Nào, bây giờ quyết định của chị như thế nào? Tôi xin quyền trợ giúp của người đồng hành ạ. Hỏi ý kiến con gái. Vâng, vâng. Hỏi ý kiến con gái ạ. Mời Hoàng Mai xuống đây. Cô này. Đấy, mà biết bài nhạc đấy thì cô phải biết địa danh này. Nào, vâng. Mời hai mẹ con. Con có xem trên phim ấy thì cái màu sắc chính của các cái công trình trên hòn đảo này là một đấy, Minecraft màu hồng nam tấn tất cả là màu đây. Trắng và có cái mái là màu xanh dương thì phải thì là màu thế trắng. Là mẹ con mình cũng thống nhất với nhau thống nhất đấy nhỉ. Vâng. Thôi thì tôi rất tin tưởng con gái. Vâng. Đấy, nên là tôi quyết định là